Nhân vật Wetun Na Kang Lim, tập 79, em ấy là hoa đã có chủ. Lát sau, Rami cầm hai ly nước đi tới. À, tiền bối, cuối cùng anh cũng được nghỉ ngơi rồi. Con bé đưa cho cậu một ly, Kang Lim cầm lấy nói. Ừ, bây giờ cuối cùng anh cũng có thể thở được một chút. Tại sao lại có nhiều người thích những nơi như thế này chứ? Nó ồn ào đến mức anh tai hết cả tay luôn. Con bé chỉ tay nói. Tuyệt, đó chính là tư duy sáng suốt đó. Tiền bối à, dù có học đại học thì anh cũng đừng đến những nơi như thế này, nếu anh không muốn dính đến một thế giới đen tối. Kang Lim nhìn lại cái ly trong tay, hoang mang, gì, này, đây là loại không cồn phải không? Để đề phòng, chúng ta là trẻ vị thành niên mà, con bé nói, tất nhiên rồi, không có đâu, anh có thể thử. Chỉ là được gắn cái nhãn hiệu thôi, khẳng định rằng anh say sau khi uống rượu. Kang Lim nói, anh tự hỏi nếu nó không hoạt động, đừng làm mọi chuyện đi quá xa chứ. Thế là cậu cũng uống, dù sao thì có lẽ là do anh đã làm việc mệt mỏi nên uống nó thực sự rất ngon. Con bé nhìn xung quanh nói, đó cũng có thể là do bầu không khí ở đây. Em có quan sát khung cảnh ở trong đây, khu vực sân khấu có vẻ khá bình thường. Rồi con bé quyến rũ kéo cái áo khoác xuống, nói, vì vậy chúng ta có thể tận hưởng nó một chút đấy, sao ta không vui vẻ một chút nhỉ? Kang Lim thấy con bé hơi lép nhưng mà quá chi là cute mà đỏ hết mặt luôn. Rami trêu chọc, ha ha ha. Sao thế, tiền bối, mặt anh đỏ hết lên rồi kìa. Anh được rất nhiều cô gái vây quanh mà, nhưng vẫn, anh vẫn chưa làm quen được ư, em hiểu rồi, Kang Lim xấu hổ nói, à, nghiêm túc đấy, dừng lại đi, em biết rồi mà còn chọc anh nữa. Con bé nháy mắt, quan trọng hơn nữa, anh có tìm thấy cô ấy trong lúc đi thám thính không, dễ thương ghê, em vẫn chưa thấy Quân Mia, nhưng đã tìm được con mồi rồi. Rami chỉ tay qua một bàn ở bên cạnh, ở đó kìa. Cô gái tóc đỏ đang ngồi ở cái bàn đó đó. Cô ấy đã từng là thành viên cùng nhóm với Quân Mia đó. Xung quanh cô ấy có rất nhiều lời bàn tán, và rất nhiều lời đàm tiếu vẫn chưa được lý giải nữa đây. Mấy lời đồn như cô ấy có nhiều mối quan hệ bê bối với đàn ông hay cô ấy nghiện cuộc sống về đêm. Vậy nếu Quân Mia đến hôm nay, tỷ lệ cô ấy lại nói chuyện với cô gái tóc đỏ đó là rất cao. Cậu nghe con bé lý giải nói, hừm, có lý đấy, vậy giờ chúng ta nên làm gì? Lẫn trốn và nghe lén à, Rami nói, từ từ đã nào, tiền bối, đừng làm rối mọi chuyện lên chứ, những gì chúng ta cần là một bức ảnh chứng minh rằng Quân Mia đã từng đến đây. Rami kéo cậu, hãy tận hưởng và chờ cô ấy một cách từ tốn thôi, được chứ, anh biết không, đây cũng là một phần của kế hoạch trà trộn đó, sẽ rất khả nghi nếu chúng ta không làm gì cả. Kang Lim xấu hổ ngại ngùng, hả, nhưng anh đang mặc bộ trang phục như vậy, và em biết chứ, anh không thích chỗ này cho lắm. Em thật sự muốn nhảy à, anh không nghĩ nó sẽ hợp với anh, vì vậy. Con bé dỗi, à, thật luôn à, chuyện đó thì có gì quan trọng đâu chứ, em chỉ muốn được chơi cùng anh thôi. Tiền bối à, mọi người nghĩ gì quan trọng đến vậy sao, Rami không quan trọng với anh à. Rồi có bé kéo cậu đi luôn, thôi nào, đi thôi, nhanh lên, Kang Linh cũng bất lực mà chiều em nó. À, thật ra, trước đây anh chưa từng nhảy bao giờ. Anh DJ ơi. Quýnh dùm em cái bài, anh khạc hay em khạc với, ok luôn em ơi, các bạn đã sẵn sàng chưa, nhạc đâu lên. Rami thì đứng trước mặt của Kang Lim mà nhảy, Kang Lim thì nhìn con bé nhảy mà đỏ hết mặt luôn. Con bé quay lại nói, nhìn em nè, tiền bối, ok luôn em ơi, quả là Rami yêu dấu của anh mà, ha ha ha. Kang Lim thì vừa xấu hổ mà vừa tức cái con em này, nó vậy mà lại dám trêu đùa tiền bối của nó như vậy à. Kang Lim bất lực mà chiều em nó, cậu nhảy như một con robot vậy, Rami nhìn cậu mà ôm bụng cười ra nước mắt luôn. Rồi con bé cũng hướng dẫn cho Kang Lim bay lắc, cơ mà giờ mới để ý, cái vòng màu xanh lúc này được Rami đeo trên tay không biết có ý nghĩa gì à. Lát sau, nhảy sương sương cũng chụp bài rồi, Kang Lim đứng thở phì phò, mồ hôi mồ kê nhiễu nhãi. Con bé hỏi, anh thấy như nào, không phải rất tuyệt khi giải tỏa hết mọi muộn phiền cùng nhau chứ, Kang Lim đáp. Chà, thì đúng, anh nghĩ vậy. Thấy chưa, A-S-A-S-A-S-A, chúng ta nên đến đây vào lần tới nhỉ? Không, chúng ta không đến đây để vui chơi đâu. Ta đang nghe lén mà, không nhất thiết là ở đây. Cũng có những câu lạc bộ cho giới trẻ nữa đó. Dù sao thì nơi này cũng hơi này cao cấp quá. Nó vui hơn em tưởng đấy. Thật à, nhưng giờ anh phải quay lại thôi. Giờ giải lao đã hết từ vài phút trước rồi. Báo cho anh biết khi Quân Mia đến nhé. Nhớ phải thật kín đáo đó. Thế là Kang Lim lại tiếp tục đi làm việc, con bé vẫy tay chào, ok, em cẩn thận nhá.
Kang Lim vừa đi thì có Hứa tới bắt chuyện với Rami. Chào cô em, những bước nhảy lúc nãy của em thật sự rất tuyệt vời đấy. Những bước nhảy lúc nãy của em thật sự rất tuyệt vời đấy. Anh đã theo dõi em đấy. Hay để anh đoán nhỉ, hừm, một vũ công phụ à. Rami thấy Hứa này mà xấu mặt. Ồ, ai ngờ lại gặp ngay biến thái cơ chứ. Cho anh xin flexing nhẹ một xíu nhé. Anh đã được rất nhiều chiêu đãi gần đây đó. Vì vậy hôm nay anh đã đặt bàn, em có muốn cùng chung vui với anh không? Rami từ chối, tôi ổn nên đi, thế nhưng tên đó lại cắt lời nhỏ, ở ngay đó kìa, đó là một cái bàn ở cạnh tường đấy, em thấy sao? Rami bất ngờ, ngay cạnh tóc đỏ luôn à, điều này sẽ rất hoàn hảo cho việc nghe lén khi Kun Mia đến đây. Thấy vậy con bé cũng đáp ứng, được thôi, chỉ một chút thôi nhé, tên đó khoái liền, được, được chỉ một chút thôi. Chợt có một cánh tay bất ngờ nắm lấy tay của Rami kéo lại. Và người đó chính là anh Lim nhà ta. Cậu kéo Rami lại, ôm vào lòng, trừng mắt cảnh cáo tên đó, nói cho anh biết, em ấy là Hoa đã có chậu rồi đấy, vì vậy đừng hòng mà tán tỉnh em ấy. Tên này khó chịu, gì chứ, mày là ai vậy? Rami thì bất ngờ, à, con bé vội giải thích không, không phải như vậy đâu, tiền bối, chỗ ngồi của gã đó là ngay. Kang Lim lạnh lùng nói, ở yên đó đi, pha này ép chấm cho anh Lim 10 điểm luôn anh em ạ, quá là ngầu luôn. Tên này nói, à, mày là tên khi nãy nhảy cùng em ấy, đúng chứ, thật nực cười khi thấy mày như vậy đấy, mày chỉ như là ngọn cỏ ven đường thôi, bộ trang phục đó, mày làm ở đây à, đúng không, mày chỉ là con gà mờ, thì biết gì mà làm chứ. Kang Lim nói, nếu mày sống trong thùng rác, thì thế giới của mày cũng đầy rác thôi, tên đó cười khinh thường chế nhạo, à, tao thật sự rất ghét những người như mày, đã đến tận đây rồi, chẳng phải chúng ta rất giống nhau sao, mày nghĩ mày là ai? Mà có thể cư xử vênh váo như vậy, có thôi trò nhảm nhí đó đi không? Mày muốn chết à? Á à, thằng này dám đe dọa với anh Lim à? Không biết anh Lim đây số lần chết đi sống lại đã hơn 4 con số rồi ư? Mày muốn chết phải không? Rami thấy sắp có chuyện lớn mà con bé hoảng loạn lo lắng ha. Thế nhưng cưng dọa sai người rồi con ạ. Kang Lim mỉm cười đáp lại, anh có thật sự biết cái chết là như thế nào không? Khứ này thấy vẻ mặt nhờn nhơ của Kang Lim mà hơi rén a. KNV Lim lại nói, ít nhất thì hãy đọc, about that, trước khi nói những điều như vậy đi, tên đó cay cú giơ cánh tay lên, cái gì, mày đang thật sự muốn. Bất ngờ, Rami cầm chiếc guốc lên quính vào đầu của tên đó, này thì muôn nè, muốn cái đầu mi, đụng do anh Lim của chị đây thử coi, ha ha ha. Kang Lim nắm tay kéo Rami đi, từ giờ em hãy cẩn thận hơn, anh đã nói ở đây rất nguy hiểm rồi mà, em nghĩ gì vậy chứ, cố gắng theo hắn ta sao. Con bé thấy cậu bảo vệ mình như vậy mà khoái đỏ mặt nhưng vẫn không quên đùa giỡn. À, thiệt luôn đó, tiền bối, em cũng có kế hoạch của mình mà, bởi vì chỗ của hắn ngồi là kế bên tóc đó. Thế nhưng vẻ mặt của Kang Lim lại cực nghiêm túc với chuyện này, con bé thấy cậu như vậy mà hơi ngạc nhiên. Song vẫn trêu cậu, sao vậy, tiền bối anh lo lắng cho Rami đến vậy sao, và ý anh là sao khi nói em là, Hoa đã có chủ, hở, không lẽ là... Chợt Kang Lim bỏ tay con bé ra, cậu quay lại nhìn em nó, Rami hoang mang, hả, tiền bối. Rami thấy cậu nhìn mình như vậy, con bé cũng biết mình đã sai, em xin lỗi, em sẽ không như vậy nữa đâu, xin lỗi vì làm anh lo lắng như vậy. Kang Lim thở dài nói, chà, chúng ta không cần đến một nơi như vậy để nói chuyện, em rất dễ thương, ai cũng có thể thấy điều đó, vì vậy em cần phải cẩn thận. Rami ngoan ngoãn đáp, à vâng, rồi con bé khoái ửng đỏ mặt. Wow, tiền bối nói mình dễ thương kìa. Kang Lim nói, và chắc chắn điều này là đủ để nghe lén rồi, anh sẽ giả vờ sửa cánh cửa như này. Phía sau cậu, một tên xem điện thoại phàn nàn, tụi nó bảo sẽ dần theo một đứa con gái mà sao tới giờ chưa thấy vậy. Này, Kun Mia có thật sự sẽ đến không? Cậu biết, nếu cô ấy không đến thì sẽ như nào mà, cô ấy và tôi từng làm thần tượng cùng nhau đó, thêm nữa, cô ấy còn nợ tôi một việc. Cùng lúc Kun Mia đi tới, tôi nợ cậu sao, nợ nần gì đây, cậu thanh niên nói, à Mia, cậu đến rồi à, nhỏ tóc đỏ giật mình, ha ha, sao cậu đến muộn thế chúng tớ đang chờ cậu đấy. Chậc, cậu nói cậu có gì đó rất quan trọng cần thảo luận với tôi đã bảo rằng đừng gọi cho tôi chỉ vì những việc như này mà, đúng chứ, nhỏ tóc đỏ không còn dáng vẻ của lúc này mà sợ hãi trước Mia à. Nhỏ lo lắng nói, thôi mà. Hãy ngồi xuống một chút trước khi đi, được chứ, tên bên áo đen nói, đúng đấy, cô Mia, mời cô ngồi đây, Khứ áo thun thì rót rượu nói,
xin chào, wow, ngoài đời cô nhìn còn xinh hơn nữa đấy. Hắn đưa ly rượu cho Mia, uống một chút với chúng tôi đi, thế nhưng Mia đã hất cái ly ra. Mấy người thấy hành động gay gắt của Mia mà kinh ngạc a, quả là Mia, tính cách xấu mà. Mia quay đi nói, thật thảm hại, cậu vẫn sống như này sao, tôi đã nói rõ ràng cậu nên dừng chuyện này lại rồi mà. Nhỏ đứng dậy đập bàn hét, này, con Mia, sao cậu có thể làm vậy với tôi được chứ? Nếu không phải vì cậu, thì bây giờ tôi cũng đã thành công rồi, nhưng cô lại đi nịnh nọt với sếp, và cướp tất cả những điều tốt cho bản thân mình. Cậu trở nên thành công, nhưng còn nhóm thì lại bị tan rã. Và sau đó thì kể cả hợp đồng của chúng tôi cũng bị chấm dứt, không như cậu, ở tuổi của tôi thì khó kiếm được một con đường khác để tiếp tục. Tôi thậm chí đã thất bại thảm hại, đến nỗi chỉ có thể đầu quân cho một công ty chủ quản bèo bọt, nhưng tôi vẫn đang tiếp tục cố gắng, tôi cố gắng níu kéo mối quan hệ giữa tôi và cậu. Bộ như thế là quá quắt lắm hay sao, nhỏ đang gào hét thì một ly rượu tạt thẳng vào mặt mình mà tắt đài luôn. Mia nói, đúng vậy, đó đúng là vấn đề đấy, đã tỉnh lại chưa, vì cô chẳng có miếng tài năng nào, nên tôi sẽ cho cô một vài lời khuyên. Rời bỏ ngành này sớm nhất có thể đi, nhỏ tóc đỏ nghe Mia nói mà tức giận run hết cả người, không phải kiềm chế lại là đã bay lên solo ăn thua đủ rồi à. Bên đây hai người Rami và Kang Lim hóng hớt, con bé cầm điện thoại trong tay lên quay lại, chuyện này hoàn toàn khác với những gì em nghĩ sẽ xảy ra đấy. Kang Lim thầm nghĩ, mình hiểu điều gì đang diễn ra rồi. Đương nhiên, trong EWS, câu chuyện ẩn phía sau như thế này sẽ không bao giờ được tiết lộ, bởi vì bộ webtoon đó đã bị ngắt giữa chừng ngay sau khi bình luận công kích tác giả, tẩy trắng, xuất hiện. Nhưng mình biết cô ấy đã từng làm thần tượng lúc trước rồi, và sự bất hòa giữa các thành viên là một mô típ khá phổ biến, đặc biệt khi mà chỉ có một người thành công trong số cả nhóm, việc có người cảm thấy ghen tị là bình thường. Nhưng, ôi trời! Đây là những gì mà tác giả EWS đã chuẩn bị sao, có phải là nó hơi tầm thường không, thêm vào một nhân vật với tính cách phức tạp đến phiền não như vậy. Quân Mia cũng có những vấn đề của riêng mình, việc này có phải là một loại tẩy trắng không, đây là một cốt truyện rất lỗi thời từ 10, hoặc có lẽ 20 năm về trước rồi. Rami nói, rốt cuộc thì, quân Mia cũng chỉ đang lãng phí thời gian, nhưng có vẻ cô ấy không làm điều gì thái quá. Em cũng có quay được vài cảnh, mặc dù... nhưng điều này sẽ không phơi bày được nhiều lắm, xem này. Hai người đang chăm chú xem lại những gì mình đã quay, thì bất ngờ một bàn tay đã cầm lấy cái điện thoại của Rami. Mia cầm cái điện thoại nói, cái gì đây, hai người đang làm gì ở đây vậy, lại là một bất ngờ nữa a. Và đó là khi, mình vô tình rẽ cốt truyện sang một hướng khác nằm trong ESW, liệu Kang Lim sẽ đối phó với tình huống này như nào a? Nhớ đăng ký kênh để xem tập tiếp theo vào ngày mai nhé. Quét mã QR bên dưới góc trái màn hình để donate ủng hộ cho Ad nhé. 1k ủng hộ của mọi người là động lực để mình tiếp tục ra thêm nhiều video mới ạ. Cảm ơn, mãi yêu.